Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 12 tháng 4 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Jurgen Klopp bi quan về tương lai Liverpool sau thảm bại. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến Liverpool thảm bại 0-3 dưới tay của Atalanta ngay tại thánh địa Anfield. Đây trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League mùa giải này. Theo huấn luyện viên người Đức thì cơ hội đi tiếp của Jurgen Klopp vẫn còn, nhưng ông không chắc đội bóng mình có thể hạ đối thủ 3-0 hay không. Ở màn tiếp đón Atalanta vào rạng sáng ngày 12 tháng 4, Liverpool đã có màn trình diễn xứng đáng bị xem là thảm họa, để lọt lưới tới 3 lần sau những cú dứt điểm chuẩn xác của Scamacca vào các phút 38 và 60. Cũng vì đó là Pasalic ở phút 83. Thực tế trên cộng với việc cao thủ ở phía trên bất lực trong khâu ghi bàn khiến cánh cửa đi tiếp dành cho Liverpool trở nên rất hẹp. Phát biểu trong cuộc báo sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp cay đắng thừa nhận: "Thật không may là tôi chẳng có điều gì tích cực để nói về trận đấu cả. Thực ra Liverpool đã có khởi đầu khá ổn, nhưng sau khi David Nunes bỏ lỡ cơ hội thì mọi chuyện lại vượt ra xa khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi không thích cái cách mà cao thủ chọn vị trí hay kiểm soát bóng. Tóm lại Liverpool đã có một trận đấu quá tồi. Về phần mình Atalanta thì lại rất hay. Họ ghi đến 3 bàn thắng và xứng đáng giành chiến thắng. Liverpool đủ sức ngược dòng hay không ư? Vâng, tôi nghĩ là có nếu cả đội chơi tốt. Tuy nhiên thú thực, tôi không chắc đội bóng của mình có thể hạ gục Atalanta 3-0 ở trận lượt về. Chỉ có một điều chắc chắn là Liverpool vừa có màn trình diễn rất đáng quên. Cảm giác của toàn đội vào thời điểm hiện tại là rất tệ. Để thua 0-3 là điều hiếm khi xảy ra với Liverpool. Có lẽ sau chiều nay các cầu thủ của tôi sẽ rất khó ngủ. Khi xem Liverpool đá với Atalanta, có rất nhiều khoảnh khắc tôi phải giật mình vì không thể nghĩ các học trò của mình lại có thể chơi như vậy. Hôm nay Liverpool đã tạo ra những cơ hội sáng nước nhưng không thể tận dụng thành công. Điều cần làm với Liverpool lúc này là phải nhanh chóng gượng dậy, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu sắp tới với Crystal Palace. Neymar triệu người PSG. Rạng sáng ngày hôm qua ở lượt đi tứ kết Champions League, các pha lập công của Rafinha với một cú đúp Christensen đã giúp cho Barca đánh bại PSG 3-2 ngay tại công viên Quang Tử. Về phần mình, Neymar từng thi đấu cho cả PSG và Barca. Và sau trận đấu kể trên, siêu sao người Brazil dường như đã thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Barcelona. Cụ thể, trên trang mạng xã hội Instagram, Barca đăng hình ảnh Rafinha thực hiện màn ăn mừng thẻ lưới đặc trưng của Neymar. Sau đó, đích thân Neymar đã bình luận hưởng ứng với một loạt những biểu tượng cảm xúc thẻ lưới. Động thái này của Neymar đã khiến nhiều cổ động viên PSG vô cùng tức giận. Trên các trang mạng xã hội, họ không tiếc lời chỉ trích siêu sao người Brazil. "Chúng tôi không còn nhận ra Neymar nữa. Cậu ấy đã rời bỏ chúng tôi khi chúng tôi cần cậu ấy nhất. Cậu ấy chắc chắn không phải là huyền thoại đối với chúng tôi." Neymar là một tên rất là bội bạc. Một khi đã là kẻ phản bội thì mãi mãi là kẻ phản bội mà thôi. Neymar thi đấu cho Barca giai đoạn 2013-2017. Tại Nou Camp, tiền đạo 31 tuổi đã ghi 105 bàn thắng sau 186 lần ra sân trên mọi đấu trường, giành các danh hiệu La Liga, Champions League, Copa del Rey và FIFA Club World Cup. Hè 2017, Neymar rời Barca trong một thương vụ chấn động để gia nhập Paris Saint-Germain với mức giá kỷ lục 222 triệu euro. Ở Paris, những chấn thương liên miên đã hạn chế đáng kể số lần ra sân của Neymar. Tuy nhiên, anh vẫn ghi được 118 bàn thắng sau 173 lần ra sân. Hè năm ngoái, thì anh đã cập bến Allianz với mức giá là 90 triệu euro. Sau khi chơi 5 trận trên đội bóng mới, Neymar bị đứt dây chằng chéo trước khi làm nhiệm vụ quốc tế vào tháng 10 và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này. Lukaku đá trận hay nhất. Chia sẻ với Sky Sports Italia, huấn luyện viên Daniel De Rossi đã đánh giá cao tinh thần chiến đấu, đóng góp của chân sút người Bỉ. AS Roma có chiến thắng quan trọng 1-0 trước AC Milan ở trận tứ kết lượt đi Europa League. Hệ thống phòng ngự của đội khách đã trải qua ngày thi đấu thành công khi phong tỏa các mũi nhọn tấn công của Milan. Roma đã tìm ra cách thức vô hiệu hóa cánh trái của Milan, nơi có sự hiện diện của bộ đôi đó là Rafael Leao và Theo Hernandez. Trong khi đó, tiền đạo Olivier Giroud đã bỏ lỡ không ít những cơ hội ngon ăn trước khung thành của Roma. Chia sẻ với Sky Sports, huấn luyện viên Daniel De Rossi cho hay: "AS Roma đã kiểm soát thế trận tốt trong khoảng 60 đến 70 phút. Chúng tôi kéo giãn đội hình Milan, khai thác các khoảng trống bên phần sân của họ. Đây là màn trình diễn hay nhất của Romelu Lukaku kể từ khi tôi tiếp quản Roma. Chúng ta thường có xu hướng đánh giá các tiền đạo dựa trên số lượng bàn thắng. Ngày hôm nay Lukaku đã chiến đấu hết mình, cầm bóng, làm mọi thứ theo yêu cầu của tôi." Roma và Milan sẽ có trận tái đấu lượt về diễn ra sau đây một tuần. Trở về sân chơi quốc nội, Roma sẽ chuẩn bị chạm trán Udinese, trong khi đó Milan đối đầu với Sassuolo. Rooney thất vọng với Rashford. Theo Manchester Evening News, huyền thoại bóng đá Anh thừa nhận cảm thấy thất vọng về Marcus Rashford ở mùa giải hôm nay. Mùa giải này có thể coi là một mùa giải thảm họa với Marcus Rashford. Anh mới chỉ ghi được 8 bàn thắng, đóng góp 5 đường kiến tạo sau đến 38 lần ra sân cho Manchester United. Cầu thủ trưởng thành từ chính học viện của câu lạc bộ không còn giữ được phong độ ấn tượng như cái đây chừng một năm. Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn mới đây, Wayne Rooney cũng đã bày tỏ sự thất vọng về cầu thủ mang chiếc áo số 10 của Quỷ Đỏ. "Cậu ấy đã trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Tất cả chúng ta đều biết cậu ấy có khả năng và tất cả các tố chất để trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Điều đó thật đáng thất vọng. Mùa trước cậu ấy ra sân và ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng mùa này thì sao? Cậu ấy không còn được đá chính thường xuyên. Cậu ấy trông không vui khi thi đấu. Bạn tự hỏi liệu có phải lựa chọn tốt nhất để cậu ấy rời câu lạc bộ và có một khởi đầu mới hay không?
nhưng cậu ấy là một chàng trai của Manchester United. Ba người con của Harry Kane bị tai nạn. Ba đứa con của Harry Kane đã bị thương trong một vụ tai nạn ô tô ở Đức. Vụ việc xảy ra trước khi cầu thủ CR7 trở lại nước Anh. Thưa quý vị, vào khoảng 5 giờ 15 chiều theo giờ địa phương, trên con đường ở bên ngoài Schaffland, một thị trấn ở phía nam Munich, người điều khiển chiếc Renault màu xám muốn rẽ trái và đã va chạm vào một chiếc Mercedes Vito màu đen đang chờ các con của Kane đang chạy tới. Ba đứa con của Harry Kane bao gồm Louis 3 tuổi, Vivian 5 tuổi và Ivy 7 tuổi bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện gần đó bằng xe cứu thương. Đứa con thứ tư của Harry Kane, Henry, chào đời vào tháng 8, không có mặt trên xe. Tiền đạo Harry Kane đã gia nhập Bayern Munich với mức phí ban đầu là 100 triệu euro, tương đương khoảng 86,4 triệu bảng vào ngày năm ngoái. Anh vừa rồi đã ghi một bàn trong trận hòa 2-2 tại Emirates khi mà Bayern Munich đối đầu với Arsenal. Nói về quyết định chuyển đến Đức sau trận hòa của Bayern với Arsenal tại Emirates, Harry Kane chia sẻ: "Tôi thực sự thích trải nghiệm của mình ở Đức và đó là một bước đi mà tôi cần trong sự nghiệp của mình để có động lực mới, một thử thách mới. Tôi hài lòng với quyết định của mình." Amorim đập tan tin đồn đến Liverpool thay Klopp. Liverpool thì vẫn đang loay hoay đi tìm kiếm một cái nhân tố mới thay thế vị trí của huấn luyện viên Jurgen Klopp sau mùa giải này. Ban đầu, Klopp đã nhắm đến vị trí của Xabi Alonso như là mục tiêu số 1. Tuy nhiên, vào tháng trước, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã khẳng định trước truyền thông tiếp tục gắn bó với Leverkusen ở thêm mùa giải tới. Sau thất bại ở thương vụ Xabi Alonso, Liverpool đã chuyển hướng sang huấn luyện viên Ruben Amorim của Sporting. Trong ngày gần đây, truyền thông thậm chí loan tin nhà đương kim vô địch League Cup đã đạt được thỏa thuận cá nhân với thuyền trưởng người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ruben Amorim đã đập tan tin đồn dẫn dắt Liverpool. "Tôi vẫn chưa hề đàm phán với Liverpool và cũng chưa có thỏa thuận nào được đưa ra cả. Tất cả đều là tin vịt. Tôi vẫn đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sporting và tôi muốn giành chiến thắng ở đây. Tôi chưa đàm phán với bất kỳ đội bóng nào khác." Dừng câu chuyện này lại, đây là lần cuối cùng tôi nói về tương lai của mình. Trên các trang mạng xã hội, nhiều cổ động viên của Liverpool đã vô cùng hụt hẫng trước những phát biểu cứng rắn của huấn luyện viên Amorim. "Hóa ra chúng tôi thậm chí còn chưa liên hệ với ông ấy. Thật là một trò hề." Một người khác thì bức xúc. Thêm một lần huấn luyện viên nữa từ chối, Liverpool giờ đây không còn sức hút như xưa nữa rồi. Amorim dẫn dắt Sporting từ tháng 3 năm 2020. Ở mùa giải 2020-2021, nhà cầm quân 39 tuổi đã giúp đội nhà giành quân 3 danh hiệu quốc nội. Bên cạnh Ruben Amorim, Liverpool được cho là cũng nhắm đến một loạt những ứng cử viên khác, đó là Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, Nagelsmann hay Thomas Frank. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của TVS Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube TVS Vlogs, nhớ bấm chuông để nhận về những tin tức nóng hổi về bóng đá trong nước và quốc tế vào trưa và tối mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.